Chào các anh chị học viên. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các anh chị về hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản trong chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin. Phần đầu tiên tôi sẽ trình bày với các anh chị đấy là các kiến thức cơ bản về máy tính. Trước hết là lịch sử ra đời của máy tính. Máy tính đầu tiên ra đời vào tháng 2 năm 1946 là máy ENIAC-1, được thực hiện sau 3 năm nghiên cứu. Nặng gần 30 tấn, có kích thước 24 x 0.9 x 30 m. Máy tính này có thể thực hiện 5.000 phép tính trên giây và có giá tại thời điểm đó là 500.000 đô, tương đương với tỷ giá năm 2010 là 6 tỷ đô la. Máy tính thì được phân thành nhiều loại khác nhau với các mục đích khác nhau. Dạng microcomputer, máy vi tính, máy tính desktop, để bàn, các máy trợ giúp cầm tay PDA hoặc Pantop, các máy dạng trạm làm việc hoặc máy chủ, workstation, server. Trước hết là giới thiệu về microcomputer, máy vi tính hay còn gọi là máy PC. Loại này có bộ vi xử lý để tính toán, được thiết kế nhằm mục đích phục vụ một người dùng tại một thời điểm. Máy PC có thể chia thành dạng desktop, máy để bàn, có kích thước lớn, cần phải cắm điện để hoạt động. Các thành phần là độc lập, dễ tháo lắp. Dạng thứ hai của máy PC đó là laptop hay notebook. Máy tính xách tay có kích thước nhỏ gọn, có pin để có thể hoạt động mà không cần cắm điện. Trong một khoảng thời gian, các thành phần được tích hợp hết vào máy tính và khó tháo lắp. Máy dạng netbook là các máy tính xách tay cỡ nhỏ, sử dụng các thiết bị thuộc loại tiêu thụ điện năng thấp, chủ yếu phục vụ các mục đích vào mạng, giải trí đơn giản. Máy dạng PDA hay Pantop là các máy dạng cầm tay, ví dụ như là máy tính bảng, điện thoại thông minh. Các thiết bị này sử dụng hệ điều hành như Windows Phone, PanOS, Android, iOS. Đây là các máy có kích thước nhỏ, cầm vừa trên bàn tay. Các nhà sản xuất hy sinh hiệu suất làm việc cho sự nhỏ gọn và tính di động. Các máy này thường không có bàn phím đầy đủ mà làm việc qua màn hình cảm ứng, có tích hợp khả năng gọi điện thoại và kết nối di động như Wi-Fi, Bluetooth. Dạng máy tính tiếp theo là dạng máy trạm làm việc hoặc máy chủ, workstation server. Đây là các máy có kích thước lớn, có nhiều bộ vi xử lý, thường dùng để chạy các ứng dụng chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ như mail, dịch vụ web, truy xuất file. Các máy này thường dành cho những người dùng có nhu cầu lớn. Nội dung tiếp theo về hiểu biết cơ bản về máy tính, tôi sẽ trình bày với các anh chị về cấu trúc của máy tính. Như hình vẽ các anh chị sẽ thấy, cấu trúc của máy tính sẽ gồm có bộ xử lý, trung tâm CPU, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, thiết bị vào và thiết bị ra. Trước hết, tìm hiểu về bộ xử lý trung tâm CPU. Đây là nơi sẽ thực hiện tất cả các tính toán của máy tính, là thành phần không thể thiếu của mỗi máy tính. CPU sẽ bao gồm bộ điều khiển, nhận lệnh, giải mã lệnh và điều khiển các khối khác thực hiện lệnh, sinh ra các tín hiệu địa chỉ trên máy để quản lý bộ nhớ. Thành phần thứ hai đấy là bộ số học và logic, thực hiện các phép tính số học, logic và các phép tính khác. Thành phần thứ ba là các thanh ghi, là một cấu trúc gồm 16 bit hoặc 32 bit liền kề nhau được thiết lập ngay trong các mạch vi xử lý. Một số loại CPU thông dụng như Intel Core Dual 2, dòng chip 2 nhân thế hệ 2 của Intel, Intel Core E Series, dòng sản phẩm mới nhất của Intel có 4 nhân hoặc 8 nhân, Intel Atom, dòng chip điện năng thấp cho netbook. AMD Athlon 64, dòng sản phẩm tương đương với Intel Phantom 4. AMD Opteron,
dòng sản phẩm dành cho máy chủ. Cấu trúc tiếp theo mà tôi trình bày với các anh chị đấy là cấu trúc về bộ nhớ. Bộ nhớ thì chia thành hai dạng, bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Trước hết là bộ nhớ trong. Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình đưa vào cũng như dữ liệu thu được trong quá trình thực hiện chương trình. Bộ nhớ trong chia thành hai loại, bộ nhớ ROM chỉ đọc và bộ nhớ RAM truy cập ngẫu nhiên. Đối với bộ nhớ ROM thì nạp sẵn phần mềm và được gắn trên bo mạch của máy tính. Các thông tin trên ROM cố định chỉ có thể đọc. Khi tắt máy thì các nội dung trong ROM không bị mất đi. Các thông tin trong ROM sẽ gắn theo phần cứng và được lập trình sẵn bởi hãng sản xuất. Với bộ máy, bộ nhớ RAM là nơi mà hệ điều hành được tải vào khi máy khởi động, là nơi mà các chương trình ứng dụng được tải vào và lưu trữ tạm thời trong quá trình vận hành. Việc thực hiện giao lưu, xóa bỏ thông tin ra khỏi RAM là ngẫu nhiên. Dữ liệu trong RAM chỉ tồn tại khi máy có điện và chương trình đang hoạt động. Thông số của RAM bao gồm dung lượng, dung nhịp bus, độ trễ, tần số làm tươi và thương hiệu. Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ trong, tồn tại đến khi người sử dụng xóa đi. Bộ nhớ ngoài thì bao gồm các dạng đấy là đĩa cứng, đĩa CD, DVD, USB, thẻ nhớ. Đặc điểm của bộ nhớ ngoài đó là tốc độ trao đổi dữ liệu với CPU sẽ chậm hơn so với bộ nhớ trong. Tuy nhiên, dung lượng bộ nhớ thì cao, cỡ giga, teta, byte. Dạng bộ nhớ ngoài thứ nhất là đĩa cứng, có dung lượng rất lớn, tốc độ đọc ghi nhanh, đặt trong hộp kín và nhiều tầng. Hình ảnh các bạn nhìn thấy mô tả cấu tạo bên trong của một ổ đĩa cứng, gồm có các cơ chế chuyển động đầu từ, cần di chuyển đầu từ, phiến đĩa, các truyền dữ liệu và trục quay của động cơ quay đĩa. Một số thông số của ổ cứng đó là dung lượng ổ đĩa tính bằng đơn vị byte. Thứ hai đó là số vòng quay của ổ đĩa trên một phút RPM. Thứ ba đấy là bộ nhớ đệm của ổ đĩa, nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời trước khi ghi. Ngoài ra còn có một số thông số về kích thước, chuẩn kết nối. Một số công nghệ đặc biệt dùng trong ổ cứng đó là công nghệ SMART. Đây là công nghệ tự động giám sát tình trạng hoạt động của ổ đĩa. Thông qua BIOS, các phần mềm thông báo cho người dùng biết trước các hư hỏng có thể xảy ra. Công nghệ dạng ổ cứng LIDE là ổ đĩa cứng thông thường được gắn thêm các bộ nhớ flash trên bo mạch của ổ đĩa. Với bộ nhớ flash sẽ thực hiện lưu dữ liệu trước khi ghi đĩa, giúp tăng tốc độ giao tiếp với máy tính, giúp hệ điều hành khởi động nhanh hơn, kết hợp với bộ nhớ đệm tạo thành hệ thống hoạt động hiệu quả. Công nghệ thứ ba đấy là công nghệ ổ cứng SSD, là ổ cứng không sử dụng đĩa từ mà dựa trên bộ nhớ flash NA. Dạng bộ nhớ ngoài tiếp theo giới thiệu đấy là ổ đĩa quang, sử dụng công nghệ laser để đọc ghi lên các đĩa quang. Phân loại ổ đĩa quang chúng ta có dạng CD, DVD hoặc BD Blu-ray. Tốc độ đọc ghi thường được tính bằng x, với 1x là tốc độ cơ sở. Với đĩa CD thì 1x của chúng ta tương ứng 153 kilobyte trên giây. Đối với DVD, 1x của chúng ta tương ứng 1350 kilobyte trên giây. Blu-ray, 1x tương ứng với 4,5 megabyte trên giây. Chuẩn công nghiệp R là chỉ ghi được một lần. ARW là đọc ghi nhiều lần. Kiểu kết nối cho phép lắp trong, lắp ngoài. Ví dụ, ổ đĩa quang dạng CD-R, DVD-R
DVD, RV kép, vân vân. Bộ nhớ dạng flash USB là các ổ đĩa sử dụng công nghệ nhớ flash kết nối với máy tính thông qua cổng USB nên rất tiện lợi khi sử dụng. Có hai loại thiết bị nhớ flash di động phổ biến, đó là USB và flash memory card. Đối với dạng USB thì ổ đĩa USB tích hợp cả phần lưu trữ dữ liệu và bộ đọc ghi dữ liệu. Giao tiếp thông qua cổng USB hoặc các thiết bị đọc có khe cắm thẻ. Ưu điểm đó là nhỏ gọn, tiện dụng và rẻ tiền. Nhược điểm là dung lượng không lớn. Flash memory card là thẻ nhớ chỉ có thể lưu trữ, cần có đầu đọc ghi riêng, thường dùng cho các thiết bị di động như điện thoại, máy ảnh, máy tính bảng. Một số thông số cơ bản là chuẩn USB. Chúng ta có hai chuẩn 1.1 và 2.0. Dung lượng tính theo byte. Tốc độ đọc ghi 1x tương ứng với 150 KB/giây. Một số loại thì có khóa cho phép chỉ đọc hoặc có mật khẩu cho phép đọc ghi. Ngoài việc lưu trữ dữ liệu thông qua bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài, thì với sự phát triển của Internet hiện nay, người dùng còn có thể được hỗ trợ lưu dữ liệu trực tuyến được cung cấp bởi một số công ty. Ví dụ như Google Drive, Dropbox, iCloud. Khi đó, người dùng muốn lưu cần có một tài khoản và mật khẩu đăng nhập để đưa dữ liệu của mình lên. Dữ liệu trực tuyến có khả năng đồng bộ với dữ liệu trên máy tính, giúp bạn có thể truy cập mọi lúc mọi nơi khi có Internet.